Hi các bạn, rồi và chào các bạn đã lại tiếp tục đến với channel mình và mình là Vũ đây các bạn ơi. Được rồi, thì ngày hôm nay đó chính là mình sẽ quay trở lại với những ngày chai hạt lâu lắm rồi, thì cũng đã giữa mùa hơn nửa mùa rồi. Vậy nên hôm nay mình sẽ quyết định đó chính là hành trình tiếp tục đến với rank chiến tướng các bạn ạ. Đấy, đã chơi rồi chúng ta phải đạt được cái rank chiến tướng, đạt được rank cao thủ thì chúng ta phải có một khát vọng cao hơn. Vậy nên hôm nay là mình sẽ quyết định là mình sẽ leo lên rank chiến tướng nhá. Đấy thì hiện tại là nick này đang là có rank cao thủ 24 sao. Thì đầu tiên trong ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ đạt mục tiêu của mình là lên được 30 sao nhá các bạn. Đấy, xong rồi nói chung là mình sẽ đánh dần dần đó. Thì đầu tiên mục tiêu ngày hôm nay là mình sẽ lên 30 sao trước đã, xong rồi còn 20 sao còn lại thì mình sẽ cố gắng cho lần sau nhá. Nói chung nghe 30 thì chỉ còn 6 trận nữa là lên được, nhưng mà nhìn vậy thôi chứ thực chất rất là no hope các bạn ạ. Nếu mà chúng ta leo tem ấy, các bạn muốn đi tem thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà thật sự khi mà trên lên cao mà chúng ta đi đơn ấy, nó sẽ được cực kỳ khó khăn hơn nhá. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng đạt được các bạn ạ. Còn thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đến với một ngày đấu này của mình, cùng với hành trình lấy được 30 sao nhá. Get go. Được rồi, và đến ngay với cái trận đấu đầu tiên thì mình đã pick Aoi các bạn ạ. Thì biết rồi, trên lên cao mà thả Aoi thì chúng ta cứ chơi thôi, mình được pick thì mình chơi nhá. Thì ở ngay đầu game thì team mình đã bị mất lợi thế khá là nhiều khi mà bị mất hai mạng như ông sao nha. Vì là một chất tướng Aoi dễ ganh, dễ chơi thì mình vẫn có thể lo được pha này, nhưng mà hơi đen. Thì khi mà mình chưa kịp ganh ấy, nói chung là mình cũng không trách team được. Một phần là chất tướng của team mình thua rất là nhiều ấy. Và các bạn có thể thấy là chỉ với 8 phút thì team mình mất cả trụ top lẫn trụ bọt. Mà thật sự là các bạn biết là một trận đấu mà bị mất hai trụ ấy là bây giờ đấy cực kỳ khó. Có thể nhìn thấy là đây, các bạn có thể thấy như pha này ấy, team bạn lấn vô rừng mình cực kỳ nhiều mà đã thế nhá. Thì đương nhiên rồi, mình đã cực kỳ phế ở ngay nói chung ở từ cái phút mình một đấy, do team mất tận 2-3 trụ, mất trụ liên tục luôn. Và thật sự là sau khi thua trận đấu này, team mình chưa bất kỳ lên được một cái trụ nào của team bạn nha. Thì thôi, đương nhiên không sao, thua một trận đấu cũng được. Rồi, đến với trận đấu thứ hai thì mình chuyển sang mình cầm con pen các bạn ạ. Đó, thì chơi Aoi xong mình sẽ chơi pen nhá. Rồi, thì đương nhiên Aoi thì đúng là cũng khó chơi chút xíu, chứ còn chất tướng con P này thì rất là dễ chơi. Và cộng thêm một cái là con này dễ gành, dễ khỏe, nhưng mà để về lết thì đánh cũng hơi bị khá đối một chút xíu khi mà lỡ chúng ta di chuyển lỗi ấy. Nói chung cái anti của con này rất là quan trọng nha. Di chuyển anti dở vắt là chúng ta sẽ đi ấy. Đó, để như pha này mặc dù là mình bị ba người bên tên bạn dí mình này, nhưng mà mình may vẫn biết là diêu nha. Thật sự nếu như pha này không có Toro là mình cân hai được ấy, đảm bảo luôn. Đó, và chắc chắn rồi, lợi thế của tên mình rất là cao nha. Thường thì mình cầm pen mình tự tin lắm, do chất tướng con này khỏe vãi trưởng đó. Và các bạn có thể thấy như pha như này nhá, mình đã làm hết rồi, nó thẳng ra là mình cũng giết được hai mạng rồi, và bây giờ chỉ còn một mình có Toro. Và các bạn cùng xem team mình nhá, nói chung là team mình đánh Toro cực kỳ vật vã đấy, thật bốn ông mà nói chung là mình không biết phải nói gì nữa đấy. Xong rồi tự nhiên không giết được Toro mà đã thế lúc sau ấy chết hết luôn, khó hiểu thật sự. Và sau khi nhờ cái pha này các bạn, nhờ cái pha báo đời báo đố của mấy ông này này chết hết này, và team bạn bắt đầu lấy lại lợi thế từ đây nhá, thì khó hiểu thật sự, giết con Toro cũng thấy đúng khó khăn luôn. Giết không được thì thôi bỏ cho rồi. Đó. Và bây giờ ấy, team bạn có lợi thế cực kỳ cao luôn. Mình thì bây giờ mình cũng không nhắm vào được, để như pha này ấy, mình cũng lao lên nó, Mina kéo chúng kênh hai, nhưng mà không để ý tới là team bạn cũng đang ở đằng sau rất là đông luôn. Đó, và bây giờ team mình no hop rồi. Mình không bắt được AD là team đúng không biết phải làm sao luôn. Và chắc chắn rồi, trận đấu này mình lại tiếp tục thua nha. Mình không biết là lên được 30 sao không, chứ mới gì là thấy mất 2 sao rồi. Vâng, thật là tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Vừa nãy có tinh túy nhưng bây giờ hết tinh túy rồi này. Tuyệt vời ông mặt trời chưa. Và sau hai cái trận mà vừa nãy mà mình đi rừng thua, mình quyết định là mình đi SP các bạn ạ. Mà để cho đời nó nhẹ nhõm, chơi SP cho nó nhẹ nhàng các bạn ơi, chứ cầm rừng mệt lắm rồi. Rồi, thì đương nhiên là trận đấu này mình pick hẳn cái con tướng mới, đó chính là con Minh luôn nhá. Thì đầu game thì đánh hơi khó khăn khi mà team bạn đi ganh rất là nhiều, nhưng mà cũng không sao, chất tướng của con này thì nó cũng bút đấy. Nhưng mà mình cũng bút cho slip rồi mà ai có rẻ, team bạn dí rất là ghê nhưng mà đã thế nhá. Kalinak hồi chiêu nhanh thật, mình phải công nhận anti hồi nhanh vãi. Mình thấy sau cái pha này anh ta nhảy tận 3 lần luôn đấy, ảo ma thật sự luôn. Nhưng không sao, cũng may team mình tới kịp và lấy được, lỡ gỡ lại được vài mạng nhá. Đó, mình thì đương nhiên là mình sẽ cầm con này để mình bút rồi. Đó, thôi pha này mình chịu nhá, pha này mình hết cỡ rồi các bạn ơi. Đốt, ừ hay quá, may là mình xả chiêu chúng vào then ấy, mình vẫn đốt được. Hên là pha này mình vẫn chạy về được khi mà Yasuo dí nhá. Lúc sau thì Yasuo di chuyển lẻ hết chiêu rồi, mình đã có được một pha solo kill của với anh ta nha. Đương nhiên là con này nó sẽ bị giảm đam mà các bạn. Nó ok chưa, solo kill quá tuyệt vời. Và rồi một lúc sau các bạn biết gì không, đã thua rồi, đúng đời éo le luôn, đúng là nó không cho mình lên được 30 sao các bạn. Và đấy,
Lúc này tự nhiên máy của mình bị mất mạng nha, thế đúng cay, lúc này mình bực lắm các bạn ạ. Chơi thua 2 trận rồi còn gặp như thế này nữa thì đúng đản, không biết chơi sao luôn. Và thật sự là phải tới phút thứ 9 là mình AFK tận 2 phút thì mạng nó mới bắt đầu hoạt động trở lại bình thường nha. Và bắt đầu là mình đã bị có hành vi AFK rồi. Và đương nhiên trận đấu này dù thắng thì mình cũng không được cộng sao các bạn ạ. Nhưng mà thôi, bởi vì đã vô lại thì không lấy được sao cho mình thì mình cũng sẽ cố gắng lấy lại sao cho team mình nhá. Nói chung là cũng cố gắng win để cho team mình có sao. Chứ trận này thật sự là chắc chắn là mình không được cộng sao rồi, đảm bảo các bạn luôn. Bị AFK rồi mà, thế đúng đả thôi đấy, nhưng mà vẫn cố gắng chơi nha, không sao cả. I'm fine, I'm ok. Nguyễn Trân à, Nguyễn Trân à, yo, không sao hết. Vũ lo được các bạn ạ, à. I'm fine, I'm ok. Không sao các bạn, đấy thấy chưa. Nói chung chất tướng con này cũng khỏe, chất tướng con binh này mạnh. Mình thấy bút mạnh vãi trưởng ra luôn đấy. Điển hình tí nữa mình sẽ cho các bạn xem là do tại sao con này nó đang rất là lỗi mà ít người sử dụng nhá. Một phần là tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Nói chung là tí nữa mình sẽ cho các bạn xem là con tướng này nó trị tanker kinh cỡ nào. Các bạn có biết rồi, cái con Ten đúng không? Các bạn biết là con Ten là một con tướng đỡ đòn đấy, nó có nội tại hồi máu rất là khó chịu đúng không? Nhưng mà tí nữa các bạn cùng xem cái con tướng mình nó khắc chế con Ten này như thế nào nhá. Để mình tí nữa mình sẽ cho các bạn xem, nó khắc chế vãi trưởng ra luôn đấy. Nó giảm giáp phải nói là vãi trưởng luôn. Đấy, mặc dù là mình AFK nhưng mà quay lại team mình mà đánh được này. Nói thẳng ra là nếu mà không AFK vừa nãy là team mình không bị thua đâu. Mình vừa vô lại phát thì team mình mất cái trụ siêu cấp luôn. Hơi đen nha. Đó, cứ nghĩ là có thể ăn được nhưng hơi đen. Cái khó chịu nhất ở bên team bạn nói chuyện là Karinak nha. Nói chung team mình mỗi lần mà gặp ấy sợ mỗi con Karinak thôi. Đây, và các bạn cùng xem lý do tại sao mình bảo là cái con Ten này gặp con mình là đuối này. Này các bạn cùng xem này, mình chuyển sang giảm giáp này, các bạn cùng xem team mình đánh kìa. Thấy chưa, bóc hơi nhanh vãi nổi trong khi team bạn chưa kịp làm gì. Mình bút anti cho Ari thì Ari đi về làm không anti được cho ông kia nha, nên đã chết. Nhưng không sao, mình quyết định mình tóc biến mình lên trở lại để gỡ lại cái mạng nhá. Do chết AD thì không thể nào cho các bạn chạy về được đúng không, và team mình đã được 4 mạng ngay pha này nhá. Đó, và đến với pha có bắn tiếp theo, tụi mình đã đứng ở đây để canh được con Shiza này. Lúc này mình đã chuyển sang để bắn để giết vào Ten trước nhá, nhưng mà quá may cho Ten là Ten tóc biến chạy về kịp. Và lúc này Karinak lại tới và lại nhảy xuống giết được mạng của mình với lại mạng của Slim nhá. Lúc sau thì Jill cũng chết và thôi, toang rồi, công nhận. Cái khó khăn nhất đó chính là Karinak các bạn ơi. Và trận đấu này mình lại tiếp tục thua. Nói chung là mình đã bị AFK nên thắng thua thì mình cũng nản rồi các bạn ạ. Đó, và chỉ hơn 3 trận thì từ 24 sao mình còn 22 sao nha. Quá là tuyệt vời luôn. Là lên 9 tướng dữ chưa, lên 30 sao chưa. Rồi, chuyển sang trận đấu kế tiếp. Đi rừng, đi FP đủ rồi. Mình quyết định là trận này mình sẽ cầm con Iggy. Một vị tướng cực kỳ lỗi, cực kỳ cấu rỉa mạnh. Đấy, mình tin tưởng vào con tướng này các bạn ạ. Mình đã thua 3 trận rồi, mình không thể nào mà mình để thua một trận đồ nữa. Ngay pha này mình đối đầu Lily, và đương nhiên pha này mình đã solo kill thành công khi mà anh ta quá là chủ quan nha. Nói chung là cái chiêu có Iggy dễ né đấy, nhưng mà không né được khi mà chúng ta giữ nguyên cái chiêu bột vào mục tiêu nhá. Khó né lắm. Đó. Và rồi, đương nhiên trận đấu này y chang là những trận đấu vừa nãy luôn, khi mà mình toàn gặp team nó thẳng ra là đánh hơi đuối so với team bạn ấy. Toàn bị team bạn lật ở ngay đầu game thôi. Nhưng mà cũng không sao nha. Trận này mình không phải là mình chơi những con tướng gọi là bút hay là lao vô chơi đó, mà là hiện tại mình đang chơi một con Iggy phiên bản cấu rỉa. Đó, và mình mặc dù là team mình đánh khá là đuối, cực kỳ đuối luôn. Đánh không thể nào mà có bắt lại team bạn được, nhưng mà đã có mình. Team bạn khó khăn, team mình khó khăn thì có mình các bạn ạ. Mình đã, nói chung là mình ở ngoài mình rỉa ấy để cho team mình đánh nhau cực kỳ khỏe luôn. Và các bạn có thể thấy là từ nãy giờ đây, để như những pha này có thấy không? Và đấy, mặc dù team bạn giết được Florentino nhưng mà team mình cũng đã gỡ lại được 3 mạng luôn nha. Thấy chưa? Công nhận có Iggy này có rỉa khó chịu thật các bạn ạ. Rỉa cực kỳ phê luôn đấy. Khỏe đấy. Mình sẽ đứng đây mình canh tí này. Đừng đánh nhá. Và các bạn thấy không? Do là đường top, không biết từ nãy giờ các bạn ý không là đường mid đánh nhau từ nãy giờ luôn. Phải chắc chắn rồi, mình cực kỳ thọt nhá. Nhưng mà cũng may là do là mình ăn được mạng hỗ trợ, với lại là kiểu mình cũng ăn được vài cái mạng ấy. Đó, nên là mình cũng đã có một chút tiền nhá. Tức thật sự là từ nãy giờ các bạn thấy đấy. Thề luôn, như đấu 3-3 vậy. Là từ nãy giờ toàn đánh nhau ở mid thôi. Do đầu game ấy, đầu game đường bọt với lại đường top nát hết luôn. Khó hiểu thật sự, chỉ còn mỗi cái đường mid của mình là trụ được nha. Đấy, và ở đầu game là thật sự là phải nói là tới tầm phút này là team mình đánh cực kỳ thua team bạn luôn. Đánh không nổi team bạn, đánh cực kỳ đuối do bị mất trụ khá là nhiều với lại bị thọt tiền ấy. Nhưng mà cũng may do mình bảo chất tướng mình là một con tướng Iggy cấu rỉa rất là khó chịu ấy. Và kể từ giây phút này, đấy, kể từ bây giờ này là team mình mới có thể là đánh gỡ lại một chút nha. Mặc dù team bạn vẫn đang ăn có lợi thế rất là ok ấy, nhưng mà không sao nha, cố gắng chơi là được. Đây rồi, đây là lúc một mạng của mình này. Ok, không sao, đánh từ là win lại được các bạn ạ. Đánh từ là được này. Anti vào thằng John này, nửa cây nha. Ok chưa, bắn nó.
Boom. Rồi rồi rồi, từ từ bạn ơi, nó cào. Ui. À, theo nát của Kutama nên là mới dám hổ báo thấy mới đen. Đam Lilina to hơn vừa nãy cơ. Chơi đi, không được, mình lo được. Bí ấn tí tiếp này, từ từ. Thấy chưa, mình bảo đấy mà. Mặc dù tem mình đánh khó khăn đấy, nhưng mà mình còn cần tí bạn ơi. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy sức mạnh của Iggy khi mà sử dụng ấn tí chưa? Đúng kiểu như là giải tỏa đám đông luôn. Đuổi đám đông đi về hết. 3v3, lời. Đấy, bây giờ tem mình có lại lợi thế rồi đấy. Mà Ryoma còn cay cú cơ, nói chung pha này Ryoma cay cú nha. Chắc là cay mình lắm rồi ấy, xong rồi tóc biến lên tí giết mình ấy mà hơi đen, giết không được còn chết nữa cơ. Đó, pha này thì mình cứu ông Vukat không được nhá. Do thanh niên Liana vừa chuyển sang dạng người kịp ấy. Đấy mà cũng may pha này tụi mình ăn được con Shiza nha các bạn. Đó. Và bây giờ là thừa thắng xông lên này, ăn được Shiza thì lợi thế tem mình bắt đầu có lại rồi. Thấy không? Có gì khó thì để Vũ lo các bạn ạ. Một con Iggy với 12-2 chắc chắn là đam mình to nhất team. Và mình khẳng định 100% là mình MVP trận đấu này rồi. Thật sự là team mình mỗi lần đánh nhau là auto có mình mà. Mình vỉa mình đánh cho team mình đánh ấy. Ok chưa? Đúng là mình phải cầm con bài chính chủ của mình được. Cầm con át chủ bài mới chơi được. Được rồi, mình gỡ lại một sao đấy các bạn ơi. Thế nhưng bị AFK kiểu buồn chưa, mất tinh túy luôn ạ. À, chuyển sang trận đấu kế tiếp thì mình lại tiếp tục đi rừng các bạn ạ. Do là tem giành len hết rồi nên là mình phải cầm con Gian này. Mình quyết định mình cầm con Gian đi rừng nhá. Đấy, thì đương nhiên con Gian này thì mình cũng chơi nhiều rồi nên là cũng không có gì lạ lẫm với con này lắm. Chủ yếu là các bạn cứ combo với lại đừng hổ báo là được. Hôm hổ báo thì cuối game thôi, chứ đầu game thì con này đánh cũng hơi đuối ấy. Nói chung là phải chờ con Gian này lên cấp 12 thì mới chơi được các bạn ạ. Nhưng mà cũng may trận này thì mình chẳng cần làm gì nhiều cả. Trận này mình gặp tem hay nhá, mình phải đánh giá trận này. Cuối cùng thì sau hơn mấy trận nhỉ? Sau hơn trận này là trận thứ tư. Ở sau hơn 4 trận thì cuối cùng là trận này mình gặp team mình đấy rất là hay luôn. Và mình chẳng cần làm gì cả, mình đã win nhá. Nói thẳng là bú win đấy. Đó, và mình đã trở lại về vạch xuất phát với 24 sao. Đây, và chuyển sang trận đấu tiếp tục. Đấy, thì mình lại cầm con Ahri này. Thì trong tất cả các cái vị tướng mà mình thấy đánh ổn áp nhất, đánh ổn thỏa nhất trong ở rank cao luôn ấy thì đó chính là Ahri các bạn ơi. Mình thấy con Ahri này cầm len cao hay là rank thấp ấy nó đều ok hết nha. Đấy, và ngay đầu game đương nhiên thường thì mình cầm con Ahri này đi top thì mình không sợ bất kỳ con nào các bạn ạ. Phớt lo thì cũng bị nép rồi. Bây giờ sợ thì chắc là mình sợ Murioma thôi thật. Nếu mà cái kèo mà mình cầm Ahri ấy thì mình sợ Murioma thôi. Và các bạn có thể thấy sau cái pha mà đấy mà cũng không hỗ trợ cho mình ấy thì mỗi lần mà thanh niên Yuka này muốn solo kill với mình ấy thì toàn đều mình ao nhây xong rồi mình cũng rỉa nhá. Anh ta nói chung là đuối, solo mình không lại nhá, toàn chỉ chạy cầm chiêu xong ráng chạy về thôi. Lúc sau thì lại tiếp tục một pha solo kill mình tiếp. Nhưng mà cứ nghĩ pha này ăn được như hơi đen là anh ta dụ mình thì ra là rát tới các bạn ơi. Và mình đã chết ngay pha này sau khi mà mình không kịp băng xương nha. Nhưng không sao, mặc dù mình chết nhưng mà mình đảm bảo anh ta vẫn không giết được mình đâu. Lúc này thì mình quyết định là cũng may pha này mình bắt lẻ được rát nhá. Đương nhiên mình tóc biến lên, mình biết chắc chắn pha này anh ta hết tóc biến rồi nên mình đã giết đánh anh ta ngay pha này nhá. Báo thù ra à đâu, trả lại cái mạng vừa nãy liền. Đấy, và đến với pha kế tiếp mình lại tiếp tục bắt lẻ được rát, nhưng mà pha này mình đánh hơi ẩu không. Nói chung là mình canh đam hơi lỗi đó, thế nên là mình đã không đủ đam, vậy nên là không giết được rát mà mình còn chết được ngay pha này nhá. Nói chung là đen, hơi đen. Từ từ nhá, rát tính đẩy mình ấy, nhưng mà có Yuka này, anti này. Mình sẽ ao nhây pha này cho bạn xem này. Lướt về này, đánh thường, lướt, đánh thường này. Ok chưa? Phải pha cơ bản thôi, đánh cơ bản là được. Rồi, nói chung tầm này thì Yuka thì no hop. Yuka từ nãy giờ anti còn hụt nữa cơ các bạn xem này đó, thấy không? Cứ mỗi lần mình lướt là anh ta anti toàn hụt thôi. Thế đúng tội luôn ấy. Thế thì mình xin thôi. Đấy, lúc này Yasu còn đang tính hổ báo lướt lên chơi mình nhưng mà hơi đen. Mình ao nhây được bạn ơi. Bạn tính làm gì chứ mình một con Ahri mà full chiêu còn tóc biến nữa thì no hop. Ok chưa? Đúng rình rình nhá, anti luôn để lấy hết tung các bạn ạ. Đó. Lướt lên chế tiếp nhá, team mình đang có ở đây mình cũng không lo ấy. Yasu bắn đau ấy nhưng pha này mình lui nhá. Rồi, Anshiya là win. Anshiya là win trước, mình đảm bảo luôn. Do team bạn nói chung là team bạn đã thua team mình ấy, thấy không? Sau khi mà Anshiya xong thì team mình sức mạnh còn nhân đôi ấy. Vừa nãy chưa Anshiya thì team bạn đã đánh team mình khá là đuối rồi, mà bây giờ team mình ăn con Anshiya nữa là kiểu gì combat team bạn chẳng bao giờ lại được. Đấy, cũng không quyết định lao vào thì đương nhiên. Người nào mở combat thì mình vào mình chơi thôi các bạn ơi. Đó. Và rồi, sau hơn 6 trận thì cuối cùng mình cũng đã mới bắt đầu được lên một sao các bạn ạ. Trời ơi. Vậy là sau hơn 6 trận nhá, mình cũng đã lên được 25 sao các bạn ạ. Trời ơi, đánh.
Vai nổi tận 6 trận mới lên được 25 sao. Rồi, tiếp tục chuyển sang trận đấu kế tiếp thì mình lại tiếp tục đi rừng. Và trận đấu này mình cầm Yuka nha các bạn. Đấy, nói chung là mình thì bể tướng của mình cũng rộng. Chắc chắn là nhiều bạn cũng cũng đoán với lại cũng nghĩ là mình cầm chất tướng của mình mình cầm ít tướng chơi, nhưng thực chất là mình chơi nào cũng được. Thật ra là thế, kiểu bể tướng mình rộng các bạn. Chủ yếu là những con nào mà khó quá mình không chơi được thôi. Điển hình như là con Sinetia mình kêu bạn ấy. Sinetia là một này. Ryoma không, Ryoma mình vẫn chơi được. Không, Sinetia xong rồi Florentino. Đấy, hoặc là Elsu đấy. Nói chung là những con tướng mà kỹ năng mà cao cao quá ấy. Đấy thì mình mới không chơi được thôi. Còn những cái con tướng mà combo cơ bản như này ấy, thì mình vẫn chơi được nhá. Đấy, điển hình như pha này chẳng hạn này, làm pha sương sương nhẹ nhẹ ao nhây cho các bạn xem này. Đó, Trần Bình thường nói câu gì? Ai thế nhờ? Và đó là Trần Bình. À không phải, và đó là thầy giáo X các bạn ạ. Thầy giáo X combo Trần Bình đấy các bạn ơi. Cân 2, cân 3. Trận này mình hóa Trần Bình mình chơi các bạn ạ. Hóa thành Trần Bình để cân team trận này nhá. Đấy, lúc này mình đang tính ăn con Chia ấy, do tem bạn vừa ăn con mình tính ăn con rồng chứ. Tem bạn ăn con Chia xong rồi còn không chịu cho mình ăn rồng và cái giá phải trả gì? Đó chính là quét sạch các bạn ạ. Nói chung là tem bạn đánh rất là hổ báo nhá. Ăn con Chia rồi mà tham vãi, để cho tem mình ăn rồng đi xong tự nhiên vẫn trả ăn rồng. Nhưng mà chắc chắn rồi. Mặc dù là pha vừa nãy quét sạch nhưng mà tem mình đánh vẫn thua tem bạn nhá. Một phần là chất tướng của con Grack ấy, con Grack về lết nó khó chịu quá, điển hình như pha vừa nãy thấy không? Mình vừa mới ra lại chết nhá. Sau đó nhưng mà tem bạn khá là chủ quan. Điển hình như pha này. Nói chung là tem bạn đánh rất là chủ quan luôn, Jena lao vô nhưng mà không ai dám vào cả đấy. Và dần các bạn tem bạn càng ngày càng đi vào lối mòn và theo tem mình đấy. Tem bạn chết hết rồi mà không chịu về nhá, cái giá phải trả là gì? Đó chính là chết tận 4 mạng các bạn ơi, không 5 mạng luôn nha, chứ không phải là 4 mạng nữa, chết hẳn 5 mạng luôn các bạn ạ. Và thừa thắng xong lên, sau khi mà quét sạch được cái pha này, tem mình quyết định lao lên trên và cũng bay nhá, là chỉ còn mỗi Slim mới hồi sinh kịp thì tụi mình vẫn đã lấy được cái trụ và win được cái trận đấu này. Đấy, tên bạn chủ quan vãi nồi ra thì thôi, mình xin tiếp cái trận thứ hai. Được rồi, và cũng may là mình có bắt đầu chuỗi win rồi đấy, mình đã lên 26 sao các bạn ạ. Tiếp tục chuyển sang trận đấu kế tiếp thì trận này là mình đã cầm, đó chính là Allen. Thì thường thì Allen này khá là đuối ở trên lên cao, nhưng mà do là mình cũng chơi quen Allen này nhiều nên mình cũng tự tin đấy. Nhưng mà hơi đen là trận này mình bị lag, mình không quay được và tới phút thứ cuối này mình mới quay được cho bạn xem ấy. Hơi đen điển hình như pha này ấy. Pha này thì đang có bát đẹp. Mình tính anti vào thanh niên John nhưng mà lại nhấn nhầm vô AoE các bạn ạ, nên là mình đã chết ngay pha này nha. Đó và lúc sau đương nhiên rồi, mình bảo rồi, vừa nãy mình nhấn nhầm thôi, chứ chất tướng mặc dù là con John về lết khỏe ấy, nhưng mà cái con mà có thể trị được con John chỉ có mỗi con Allen thôi. Về lết con Allen nó cũng không sợ con John đâu. Nói chung đơn giản là chỉ cần con Allen mình anti được thì chơi nha. Sợ thì sợ là sợ cái con Natalia này các bạn này, nó xài chiêu spam chiêu ấy mệt vãi nồi ra luôn. Nhưng mà ấy, hơi đen là tem mình đã bị mất tận 3 trụ siêu cấp rồi, mình thì cũng không làm gì được. Xài chiêu 1 đấy, bị con Nata này nó cao tư khó, rất là khó chịu luôn. May là vẫn giết được AoE sau khi mình chết nha. Đó và đương nhiên rồi, mất tận 3 trụ thế này thì không thể nào chơi được. Lúc sau này các bạn cùng xem sức mạnh của John này. Pha này mình đang cưỡi cùng với Bija đấy. Chưa kịp làm gì thật thì bị John sấy chết luôn. Và mình phải công nhận là con John này về lết chắc không có con AoE nào lại nó nhỉ. Nó sấy mình là mình chưa kịp làm gì các bạn. Đấy chán rồi, trận đấu này mình đã thua nhá. Đánh hết cỡ rồi các bạn ạ. Nói chung là cũng đen, không biết sao giờ, càng về lết thì càng đuối thôi. Được rồi, và đến với trận đấu tiếp theo thì mình lại chuyển sang cầm con Vedet. Do lâu rồi mình cũng chưa chơi Vedet các bạn ạ. Và các bạn cũng biết rồi đấy, mình cũng là một người chăm Vedet rất là nhiều. Thế nên là cũng may, không hiểu sao là Vedet vừa được boost sức mạnh các bạn ơi. Nên là mình cũng quyết định mình cầm con Vedet để chơi thử luôn nhá. Đương nhiên rồi, cầm con thuận tay thì chắc chắn là chúng ta sẽ chơi tự tin hơn so với những cái con mà chúng ta chơi ấy. Đáng lẽ là mình sẽ chơi tầm vài con trang mình hay chơi thôi. Nhưng mà do là mình bị đẩy lane, mình bị di chuyển lane nhiều quá ấy. Với lại một phần là mình cũng muốn chơi nhiều chất tướng khác cho bạn cùng xem ở trên lên cao ấy. Là những vị tướng đấy nó có phù hợp hay không. Đấy chứ mình sợ là mình chơi mỗi một con tướng mà mình leo rank thì nó hơi nhảm đúng không. Nói thẳng ra là mình muốn tạo content cho bạn xem ấy. Nên là làm YouTube mà phải tạo content chứ. Làm mấy thứ mới mẻ cho bạn xem chứ. Làm biết một con tướng kiểu gì người ta cũng thấy chán là đúng không. Vậy nên là đừng quên để lại cho mình một cái like nhá. Nhớ nha, một cái like để cho mình có thêm động lực chơi nha. Từ nha, để mình lên mình đánh nha. Cân 2 luôn được. Thật, tổng này ngũ không vào mình chấm luôn luôn đấy. Vào đây. Ngon thì vào đây. Ngon, thôi, mình về. Xenel nhanh nhờ, phản ứng nhanh ấy. Ê, tôi nó đi rồi đấy. Hổ báo nhờ. Chẳng hiểu mục đích của nó làm gì mà nó... À hình như là thấy có Ngộ Không.
tính nhảy lên để đánh nhau với Ngộ Không ấy mà hơi đen. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ngộ Không nhìn còn chạy. Yeah, chỉ cấp được độc mạnh. Từ từ nhá. Lướt lên này. Lướt lên này. Ôi dồi ôi. Ai tớ tóc Brilliantie thì thôi. Bạn đi rồi, hết chơi rồi bạn ạ. Từ từ, chờ đây, đánh luôn này. Chọc đi này, nói chạy. Bạn dít mít thì xong bạn chạy. À quên, ái tơ tay mình FP nhé. Lúc này, thôi. Trời ơi, sao mà lùa tên bạn qua đây vậy? Rồi sao ăn Shiya, ăn được không? Hai thằng chết rồi kìa. Trời, thôi. Để tụi này rỉa kinh quá à. Rồi xong. Đánh con Shiya mà tên mình đồ quá. Rồi. Ê, tính ra là ái tơ cứ chói là có mạng nhá. Thơm vãi. Rồi tầm này tay mình khỏe rồi. Này xem mình đoán hướng Ngộ Không này. Đó, thấy chưa? Rồi pha này lại tưởng hack map ấy chứ. Chơi được, pha này chơi được. Ê. Ê, đánh một đứa thôi nè. Ông ăn đi đâu ấy. Ừ rồi, từ từ chơi được tiếp. Có chói không? À không có chói. Đánh được không ta? Đánh được. Ủa nó tép. Ô, ui dồi ôi, ôi thôi xong. Ơ. Cái pha vừa nãy con bắt đang thắng xong rồi thua luôn các bạn. Ảo ma vậy. Mình phải công nhận con Laurie này nó khắc chế nhờ. Pha này không đánh được. Tay bạn tới rồi. Ui, thôi xong rồi. Ui, thôi. Ui, con bắt nãy giờ toàn thiếu người không à. Tính ra mới để ý ấy. Đánh nhau nãy giờ toàn thiếu Tulen không à. Ây dạ, thôi xong rồi. Tôi lên đép không trời. Hay. Rồi về đi, về hồi máu rồi lên. Hồi máu rồi lên. Ui trời ơi. Bạn ơi, tôi thua rồi. Thua chắc rồi các bạn ạ. Tôi lên đánh hổ báo các bạn ạ. Pha vào đấy tôi lên về đép nó đép trụ được rồi, đen. Thôi thua. Ây da, là sao ta? Vậy ok, lại trở về vị trí xuất phát à. Tuyệt vời này. Vậy là sau hơn gần 2 buổi. Sau hơn 2 buổi gần 1 ngày là 1 ngày của mình luôn đấy. Mình chơi 9 trận thì nó lại trở về vạch xuất phát ban đầu với 24 sao các bạn ạ. Nói chung là mình không biết phải nói thế nào, nhưng mà công nhận là leo rank đơn nó khó quá. Với lại là bảo là mục tiêu hôm nay là lên 30 sao mà chắc là có vẻ xa vời quá. Không biết là liệu mình có lên được rank tinh à, lên được rank chiến tướng hay không, nhưng mà chơi nản các bạn ơi. Đúng là leo rank nó khổ thật sự luôn đấy. Mình tính chơi tiếp nhưng mà thôi, chắc có điểm rồi các bạn ạ. Công nhận mất tinh túy ấy, không có thêm cả sao hồn mệnh nữa. Leo lên chiến tướng rất là khổ nha. Được rồi, thì coi như hôm nay là một ngày leo rank bất ổn đi, cũng không nói gì được. Cũng có trận thắng trận thua nhưng mà cay vãi nổi. Thua liên tục luôn. Thắng liên tục xong thua liên tục. Lên được 26 sao rồi mà lại tụt lại về 24. Trở về vị trí xuất phát luôn. Xàm thật. Được rồi thì mình sẽ quyết định kết thúc tại đây các bạn ạ. Để ngày mai mình sẽ lại leo tiếp cho các bạn xem. Chứ hôm nay no hope thật. Chơi nữa chắc thì trầm cảm rồi đấy. Rồi thì mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Và đừng quên nếu như mà thấy video hay các bạn ạ và cuốn thì đại đại mình nó chỉ là một cái like. Và hãy cho mình một cái like để mình có động lực, để mình có thêm tiếp nói chung là sự động lực của các bạn đấy, để mình làm và leo cố gắng thật nhanh để lên được 30 sao nha các bạn. Chứ không thể nào mà trở thành kẻ gác cổng mà rank tầm này được. Mình sẽ cố gắng leo được rank chiến tướng các bạn, phải làm được nha. Được rồi, còn thì bây giờ hẹn các bạn ở series leo rank tiếp theo của mình nha.